Em Trực chuyên nhà đất vùng biên Nha Trang xin kính chào tất cả các quý anh chị. Thì hiện tại là em Trực đang có mặt tại là xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và trong video này em Trực sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị nhà mình một lô đất nằm trên mặt tiền đường nhựa như anh chị mình thấy này. Thì em Trực tính luôn lòng về là đường này là ít nhất phải là 7 mét nha anh chị, đường nhựa, đường thông nha. Và lô đất này thì nằm trên mặt tiền đường nhựa. Đường này có tên là đường Rọc Chui nha anh chị, thuộc xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và lô đất ngày hôm nay em Trực giới thiệu đây, lô đất này anh chị là từ cái trụ bê tông này đó, trụ bê tông này tôi cho em Trực này đi ngang qua bên này là 5 mét và chạy dài ra phía sau mỗi cạnh là 20 và 21 mét, phía sau cũng là 5 mét nha anh chị. Thì hiện tại là trên đất của mình á là đang trồng cải nha anh chị ha, trồng cải. Thì thổ nhưỡng ở đây cực kỳ tốt, anh chủ họ mới trồng cải được như thế này đó. Thì ở đây thì khi mà em Trực quan sát á thì thấy là trồng cải nè, rồi trồng xoài nè, rồi trồng dừa đó, và đặc biệt là trồng cải này, cải xanh ăn được nha đó. Và để cho anh chị nhà mình hình dung được toàn bộ lô đất này thì em Trực sẽ bay một số đoạn ảnh flycam để cho anh Trực nhìn mình thấy. Thì tổng diện tích lô đất của mình đó là 105 mét, chiều ngang là 5 mét và chiều dài mỗi cạnh là 20 và 21 mét, hậu là 5 mét nha anh chị. Hướng đất của mình đó là hướng Tây Bắc, full thổ cư, nằm trong khu vực dân cư hiện hữu như anh chị mình thấy nè, như anh chị mình thấy nằm trong khu vực dân cư hiện hữu. Đường nhựa ở đây là nhà dân á, là như anh chị mình thấy là xây sát liền kề rất là nhiều đấy. Ở đây thì điện nước wifi tới nơi. Và từ vị trí lô đất của mình mà nếu anh chị đi về tới trung tâm thành phố Nha Trang mình á, ngay quảng trường 24, ngay thép Tràm Hương là 15 km nha anh chị. Ở đây thì lô đất mình thì gần hai cái chợ, chợ Đại Điền Trung và chợ Đại Điền Đông, thì cách chợ Đại Điền Trung á, là 850 m, là cách chợ Đại Điền Đông á, là 1,7 km. Còn anh chị nhà mình mà nếu mà làm tại hai cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc á, thì cách cụm công nghiệp Diên Phú á, là 3,8 km nè, và cách cụm công nghiệp Đắc Lộc là 4,5 km. Còn cách chợ Thành mình á cả 10 phút đi xe máy thôi là 3,8 km nha anh chị. Đấy, ở đây là không thiếu thứ gì, trong vòng bán kính 2 km thì đầy đủ chợ, trường học và cách bệnh viện Diên Khánh là 3,4 km. Giá bán là 999 triệu, thì em Trực chia ra cho tổng diện tích là 9 triệu rưỡi một mét vuông nha anh chị, nằm trên mặt tiền đường nhựa như thế này. Đấy, như thế này. Thì ở đây thì sau khi mà em Trực đi khảo sát vào một vòng á, thì lô đất này phù hợp cho những anh chị nào mà làm việc và sinh sống tại huyện Diên Khánh, cũng như là nếu anh chị làm việc tại thành phố Nha Trang á, thì xuống Nha Trang có 15 cây thôi. Đường nhựa này phù hợp cho anh chị là để ở nè, buôn bán kinh doanh đều được. Ở đây thì em Trực chưa thấy cái tiệm tạp hóa nào á, nếu anh chị nhà mình mua về á, mà ở á, thì buôn bán tạp hóa là tuyệt vời nhất luôn, mình buôn bán cho khu vực dân cư ở đây. Trong tầm giá mà 1 tỷ dưới này á, thì anh chị nhà mình nên chọn lô đất mặt tiền đường nhựa này. Đấy, ở đây thì không bị ngập lụt nha anh chị. Và lô đất mình thì nằm trong khu vực xã Sơn Sơn, giáp với xã Diên Điền nha anh chị ha, giáp với xã Diên Điền, cho nên là mọi tiện ích ở đây gần như là đầy đủ hết. Thì quý cô chú anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem lô đất này thì liên hệ em Trực với số điện thoại là 0843218679. Em Trực sử dụng toàn bộ thông tin về Zalo, Viber, Messenger nha anh chị ha. Hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở một video tiếp theo.